Và các bạn đã quay trở lại với chương trình Doanh Trại Lớn Khôn. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng mì Hảo Hảo, một sản phẩm thuộc công ty cổ phần Acecook Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình. Trước khi đến với hành trình tiếp theo của các bé thì Ngọc Lan xin được mời quý vị và các bạn làm quen với 4 vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là ca sĩ Emma. Hello, xin chào mọi người, mình là Emma Nghiên Kham. Và ngày hôm nay thì Emma cảm thấy rất là vui khi được đến với chương trình Doanh Trại Lớn Khôn. Thì mong là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một kỷ niệm với nhau thì là vui nha. Và thưa quý vị, vị khách mời tiếp theo đó là một chàng trai mà Lan rất là ngưỡng mộ, Lan rất là thích luôn. Đó là ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Xin chào chị và xin chào tất cả các bạn khách mời. Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Phạm Đình Thái Ngân. Hiện tại mình đang là ca nhạc sĩ, diễn viên và thỉnh thoảng có đi lồng tiếng. Dạ, không ấy mình thử một tí xíu lồng tiếng cho tại khoe mà phải không chị? Anh lòng vai ngạn đi, vai ngạn hả? Bản thân chị rất là mong muốn được nghe ngạn một phiên bản khác hát lại cho chúng ta luôn chị đoạn. Sáng tác của anh Phan Mạnh Quỳnh là ca khúc Từ Đó, em hát điệp khúc nha. Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu, hòa vào cây vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta bước thanh thang. Rất là cảm ơn em. Và một vị khách mời tiếp theo Lan nghĩ là quý vị khán giả cũng đã biết rồi, bởi vì đây là nhân vật đã xuất hiện ở mấy tập trước. Xin giới thiệu với quý vị ca sĩ Mon Hoàng Anh thuộc nhóm B336. Chào tất cả mọi người, em coi chương trình Doanh Trại Lớn Khôn. Em là ma cũ của Doanh Trại Lớn Khôn. Ma cũ của Doanh Trại Lớn Khôn. Ma cũ này có vẻ là hơi bị tăng cân đúng không em? Chị thấy là em hơi tròn hơn so với lại số phát sóng lần trước đó. Đâu nhiều khi lớn khôn theo các bé luôn á chị. Kiểu... nhói. Em có phải là bé mua mà tóc xù hồi đó thi The Voice Kids đúng không? Đúng rồi. Ủa gặp em rồi hả? Thiệt á hả? Nghĩ là bây giờ bạn lớn khôn quá. Là hồi nhỏ là tóc xù, khi mà lớn thì tóc nó tự thẳng ra, đúng không? Đúng không? À, thôi chúng ta hãy nhanh chóng đến với vị khách mời cuối cùng. Và thưa quý vị, hôm nay có vị khách mời này Lan cảm thấy là mình trẻ trung hẳn ra. Chị này đơn nè. Mọi người ơi, ở đây chúng ta có một gái già đó. Xin được giới thiệu vị khách mời cuối cùng của chúng ta, đó là gái già Phương Lan. Gái già nghe nó hot dễ sợ luôn. Gái già chỉ là cái nickname của em thôi. Dạ. Chị biết tuổi đời của em trẻ lắm. Đúng rồi chị, thực ra khi em tham gia chương trình này em thấy mình trẻ hơn. Nên tại vì ở đây có chị Lan lớn, em chỉ là Lan nhỏ thôi. Lời tiên thì Phương Lan xin chào quý vị khán giả, chào các bạn, chào chị Lan lớn. Ngày hôm nay là lần đầu tiên em tham gia chương trình này, cho nên em rất háo hức, em muốn coi là các bé là lớn khôn như thế nào, mình cũng là thấy được cái tuổi thơ của mình ở đó nữa. Hành trình trước thì chúng ta đã cùng với các bé đi một cái chuyến hành trình ở trên Đà Lạt rồi. Và bây giờ thì không biết là các bé sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình ở địa phương nào. Bây giờ thì chúng ta hãy theo dõi hành trình của các bé là như thế nào nha. Sau chuyến đi cùng nhau đầu tiên, các bạn nhỏ đã trở nên thân thiết và gắn bó. Will, xì chân và bố bố dần ra dáng anh chị đảm đang, có thể chăm sóc cho em nhỏ. Bảo Bảo và Moon cũng bộc lộ những cá tính đáng yêu, nhưng không kém phần mạnh mẽ. Ngày khởi hành chuyến đi tiếp theo đã đến rồi. Thấy ghét không? Thấy ghét không? Nhỏ xíu à. Trời ơi, đeo cái ba lô mà ngang ngửa bả luôn á. Thấy có khách mời trong đó không ta? Không. Thôi bố xuống trước kìa. Ôi trời trời thôi. Vui dữ ha. Chạy lại bắt đầu vậy hả? Chào mừng các bạn nhỏ đã quay trở lại Doanh Trại Lớn Khôn. Nhờ rất nhiều năng lượng à. Mình nè. Trời giành hết luôn, nhỏ xíu giành không lợi à. Ôi còn trên tường nhà Moon này. Ủa tôi nè. Ê, ảnh Cục yên của tôi nè. Đúng rồi. Chúng ta đối trường, các bạn đang xem lại hành trình cũ của mình qua những bức ảnh. À mọi người, ở đằng sau có chủ nè. Ở đúng rồi. À mình nè, đúng rồi. Cư dân. Đây nè, cư dân. Thông minh nè, thông minh phải không? Lanh ghê. Dân Bắc River. Cư dân khu Bắc River sai. Số 3. Nhiệm vụ. Bây giờ các bạn hãy đi đón khách mời đặc biệt của chuyến hành trình này. Đây là gợi ý. Một, khách mời vừa mới lập kỷ lục Việt Nam. Hai, khách mời là con của một hoàng tử xuyết. Ba, và hãy nhận gợi ý hình ảnh từ chương trình để đi đến địa điểm đó. Với những gợi ý về khách mời thì các bạn có biết đây là em bé con của nhà ai hay không? Con mà hoàng vừa lập kỷ lục Guinness về xiếc nè, con của một hoàng tử xiếc. Nhưng mà không biết là anh hay là em luôn. Dạ đúng rồi, không biết là con của anh hay em thôi, không biết là cơ hay anh Nghiệp đây. Đó. Ủa nhưng mà hoàng tử xiếc là ai ta? Ông biết thấy, ông có thấy xiếc con của một hoàng tử. Hoàng tử xiếc. Một trong những chữ này chỉ là gợi ý. Hoặc là công viên đúng không? Sai. Hoặc có thể là hoặc là chỗ đậu xe. Rồi đi. Cái đường nào? Đó. Sai rồi. Đi đường này. Khu 3. À, đi lên lề đi, cho nó an toàn. Bỏ vô lại đi. Tí thì là con của hoàng tử, nhất định người lớn phải giúp vào bó giờ. Đúng rồi. Trời ơi, anh nghĩ gì vậy? À, phải ở cái căn đẹp đất luôn á. Đó. Bây giờ chúng tôi đi mẹ luôn. Tại sao nó lại có tàu nhà màu đỏ ở đây? Đúng luôn rồi, có xe kích phước. Đó là hội luôn. Đúng rồi. Nhà này là nghi ngờ nhất luôn nè. Phong màu đỏ lên là nghi ngờ nhất. À dạ. Nghi nhất bên trong này còn có cái tủ đồ đầy đủ quần áo nữa. Ủa phải không đó? Tôi nhìn ở trong cái người á. Dạ đây là chú có phải là người mới vừa đạt kỷ lục Việt Nam đúng không? Cái gì vậy? Hỏi gì mà cái gì mà khinh vậy? Cảm ơn chú. Thì trong có khi nào là ở công viên không ta? Đúng rồi. Mà cũng có ghi chỗ khách nè. Chú bao giờ hả cả? Cảm ơn chú. Thẳng lên. Lên xuống em ơi, Có sao hợp với. Là đúng được. Nóng ngập quá ha. Nhưng bọn bạn hơi bị khó buông không? Miêu ơi, cậu đang bỏ rơi tụi mình á. Sao đó ta? Đấy. Cái gắn đi đi. Bạn buồn thấy thương quá. Trời ơi. Nghe vô thấy thương không? Trời ơi. Té. Té hả? Té. Người ta nói lấy lá cây làm đồ đeo. Trong rừng nghe tưởng như là trong rừng vậy á. Ok, đi tiếp ok. Đi tiếp đau xíu ok. Đi được không? Để tôi ẩm luôn cho cầm bất thường. Trời, cái này không cái này lâu đi sắp đi chứ phải là bế luôn á. Càng tốt. Thưa bài thà. Đâu. Không thấy bớt đâu không? Thôi, đi tiếp. Bút ráng lên nha. Hey, ba lô trên vai đôi chân tôi đi ngang ai. Lên lên bên kia không phải đi chưa thể xa. Bước đi dưới ánh mặt trời. Bơi trên những đại dương xanh rộng lớn. Nơi nào tôi đến. Dường như không còn những bước chân của sống mỏi mệt. Nhà của hoàng tử quả là không dễ tìm. Tuy nhiên cuối cùng cũng đã tìm thấy nơi cần tìm rồi. Xin chào các bạn. Lô 1234. Hello. Đúng rồi, kỷ lục Việt Nam. Đúng rồi. Về chào tất cả quý bạn. Ủa quý bạn. Chứ cơm. Rồi chào anh chị. Rồi anh chào em. Chào cô chú. Chào các con rồi, mời các bạn lên ngồi nha. Giang Hùng Tâm Quốc Cơ. Bạn nhỏ 4 tuổi này vừa lập kỷ lục Việt Nam cùng với người anh họ của mình. Chào mừng Hùng Tâm đến với Doanh Trại Lớn Khôn. Con trai, bây giờ con có muốn biểu diễn cho tất cả các bạn xem một cái không? Dạ. Xin mời. Xin mời các bạn xem Hùng Tâm biểu diễn. Yeah. Đây, bộ đọc bé rất đẹp. Tốt lắm con trai. Ôi cha. Nén chân xuống đi con trai. Tốt lắm. Nè, lên luôn nha. Ốp à. Wow. Oh my god. Wow. Yeah. Mà bá vô. Cái này nguy hiểm nha. Đúng rồi, cầm chắc thôi nha con trai. Yeah. Đây các bạn, đây là một con heo. Heo. Heo quay. Trời ơi, nó thương quá à. Ừ. Con trai. Ôi trời ơi. Không nào. Chắc không? Bạn bè là phải ấy nha. Rồi. Mấy chú bạn kiếm xung vòng đi. Trời, gì á. Áp lực quá. Ôi hay quá. Xuống đi. Bây giờ như nào? Bà bá xin mời con gia nhập hội bạn thân, ok? Xin mời. Ủa nhưng mà em này mấy tuổi gì ta? Dạ 4. Gì? Bằng môn Thu Bảo. Rồi bạn này. Dễ thương quá à. Gọi anh là Nguyễn Hải Tường Minh hoặc là xì Trâm cũng được, miễn sao đừng có gọi là xì Hơi. Em xin chào anh xì Hơi. Dạ cái này là quà của Hùng Tâm tặng các anh chị. Các bạn đi chơi các bạn nhớ chăm sóc Hùng Tâm nha. Dạ. Hùng Tâm á là chưa bao giờ ngủ một mình mà không có người thân hết. Em rất là sợ dơ, cho nên là các con làm sao đó để em Hùng Tâm khỏi sợ dơ, không sợ bùn này kia nha. Chuyến đi này là hơi bị dơ rồi đó. Không thể đâu con trai. Con là người đàn ông gì? Người đàn ông ngon ngon một cái. Con chào cô chú, con chào bà. Đi thôi. Con chúng ta đi. Đi trẻ lắm con. Cái gì nữa? Rồi, ba đây rồi. Em ơi bây giờ em có thể ngồi. Ở cái cuộc gặp gỡ này nè, rõ ràng là chị nhận thấy là các bạn thay đổi rất là nhiều trong cái cách chăm sóc người khác và biết quan tâm tới người khác, nhất là Will. Bạn Will á, em đã có gặp bạn ngoài một lần rồi, do vô tình là đi tham gia phim chung, có mẹ đi theo và mẹ chăm rất là kỹ. Con trai một mà mẹ chăm kỹ lắm thì hiếm khi mà có cái sự quan tâm em út. Nhưng mà hồi nãy coi thì thấy anh này cũng nếu mà đi một mình không có mẹ cũng biết quan tâm ghê. Bạn lớn hẳn sau cái hành trình lần trước, bởi vì hành trình lần trước là bạn không biết cái cách quan tâm tới người khác nó như thế nào hết. Với có một cái điều rất là mắc cười đó chính là mẹ của Will là bạn học chung trường của em, học chung cấp với em luôn. Đúng rồi. Cái gì? Là mẹ của bé Will là bạn học của em. Đúng rồi dạ. Bạn có con như cái tôi chưa? Em ơi, các em hình như hơi lạc chủ đề rồi. Chị đang hỏi về cái câu chuyện là mình có em không, rồi cái cách người ta chăm em như vậy, rồi mình nhìn lại bản thân mình có chăm em mình được như vậy không? Dạ, có một cái cũng hơi mắc cười là thật ra là em là chị hai trong nhà, nhưng mà em gái em nhỏ hơn em 4 tuổi là người phải chăm sóc em nhiều hơn. Chị thấy là em chưa đủ lớn khôn đâu, em hãy nên tham gia vào Doanh Trại Lớn Khôn để em lớn khôn hơn. Còn ở gia đình của Ngân thì sao cơ? Dạ, để trước khi kể gia đình em thì em gái của em có hợp với anh không? Alo, đây là chương trình Doanh Trại Lớn Khôn, không phải là chương. Dạ, xin lỗi. Không phải chương trình bạn muốn hẹn hò à? Dạ, xin lỗi. Hôm nay là chúng ta xuất hiện một nhân vật mới, đó là bé Hùng Tâm, con của anh Quốc Nghiệp và chị Mai. Anh Hùng Nhí đó, hả? Các bạn nhận xét như thế nào về anh Hùng Nhí này? Đầu tiên thì em thấy bé là một người rất là tài năng. Tại vì 4 tuổi mà đã biết nhào lộn, xong rồi dẻo dai. Ngày xưa 4 tuổi em muốn làm công chúa mà. Bây giờ vẫn vậy mà. Có nha mọi người. Có vậy làm em mà. Em là một người rất là có trách nhiệm với cuộc sống. Với cái thứ hai là thấy bé kiểu tình cảm mà. Lúc mà chưa chuẩn bị đi ôm hôn vai các kiểu hồi nọ nhìn rất là dễ thương, y chang em hồi nhỏ luôn. Chị thấy nó sai. Bé nói sao á anh ngồi kế bên mà anh không binh được luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ mời quý vị khán giả cũng như các khách mời hãy xem hành trình tiếp theo của các bé là như thế nào. Hôm trước là chị đi Tini World vui lắm á. Giao lưu gà đó, giao lưu ngồi kế nhau luôn bộ. Không muốn đi không? Trời chơi chị rồi. Anh thích lắm. Dạ hôm qua anh ở hôm qua em đi á. Bữa trước là không phải giống em đâu. Em tuổi với lại Hùng Tâm nữa thì mình bạn với chị. Gì đó chị quê. Bằng tuổi là phải xưng bằng bạn chứ không được xưng bằng chị nha. Chỉnh liền. Giờ chọn đội trưởng đi. Các bạn nhỏ hãy cùng nhau bầu chọn một đội trưởng. Đội trưởng tôi là cẩm bằng. Phải nhá đâu. Chắc tôi á, tôi bầu cẩm bằng hai đội trưởng. Hai đội trưởng. Tôi có bằng. Ai chọn qua Will? Bảo nè, có một hả? Để ai chọn thì tầm tôi. Ủa không được thì chọn mình. Hùng Tâm ơi, muốn bây giờ em thích làm đội trưởng không? Thôi cho tôi đi. Đội trưởng là giỏi lắm á. Phải chọn tôi. Bye bye, yeah, tôi. Hai người. Tiếp theo. Rồi tôi làm đội trưởng. Ủa sao rồi vậy? Ông làm một. Tại vì ông giơ tay, không có giơ tay. Đâu có. Nhưng mà cũng có một mà. Tôi là hai. Bảo là tôi. Bây giờ ai làm đội trưởng? Em nói là ôi. Còn xe là xe á. Thì xe chạy tới trong mình á. Thì mình sẽ tiêu. Vẫn tiếp tục tâm sự nha mọi người. Ủa, hiểu không? Trai ơi là mình chết. Ồ, chị biết. Tóm lại vẫn là chị. Biết luôn rồi chị. Chiếc xe Doanh Trại Lớn Khôn mỗi lúc một rời xa thành phố. Tạm biệt thành thị tấp nập và đầy đủ tiện nghi. Các bạn nhỏ sẽ có một chuyến đi đầy thử thách ở phía trước. Trong lúc đó, ở một nơi xa thành thị, có một người đang chờ dài cổ. Đây là bà vú của các bạn nhỏ đó. Bà vú xinh quá. Chị là Việt Thi và chào mừng các bạn đã trở lại với Doanh Trại Lớn Khôn chuyến đi lần thứ hai lần này. Bây giờ các bạn có biết là tụi mình sẽ chuẩn bị đi đâu không? Dạ đi đảo Cần Giờ. Chính xác, nhưng mà để nói chính xác hơn thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến ấp đảo Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. Các bạn đã sẵn sàng hết chưa? Đã sẵn rồi. Ok, lên tàu thôi. Ở nơi xa nhất của thành phố Hồ Chí Minh, ấp đảo Thiềng Liềng bình yên, xinh đẹp nằm nép mình bên rừng phòng hộ. Nơi đây có 3 cái không đặc biệt: không xe ô tô, không nước ngọt và không có chợ. Bù lại ở đây có bầu không khí trong lành, những người dân chất phác và thân thiện. Và nơi đây sẽ là nơi các bạn nhỏ của Doanh Trại thật sự lớn khôn. Để đến với Thiềng Liềng, các bạn nhỏ phải đi tàu, băng qua những con sông, những cánh rừng phòng hộ. Chẳng mấy chốc mà ấp đảo đã hiện ra trước mắt rồi. tại thì bây giờ mình không có chỗ nào để ở hết, cho nên là bây giờ tụi mình sẽ đi gặp bác trưởng ấp để mình có thể xin chỗ ngủ tối nay nè. Con chưa đi sở thú. Con chưa đi sở thú. Là Quang chưa đi sở thú hả? Làm xong công việc rồi mình đi sở thú nha. Dạ, chúng con chờ quá ạ. Các cháu từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đây có mệt lắm không? Dạ không có. Rồi bây giờ xuống dưới ấp Thiềng Liềng thì bác đã chuẩn bị cho các cháu là có 3 căn nhà. Các cháu sẽ chọn. Căn nhà thứ nhất là một cái căn nhà lá mà nó chỉ ở được có ba cháu thôi. Ừ. Căn nhà thứ hai thì rất là khang trang, có máy lạnh luôn nhưng cũng ở được chỉ có 3 cháu thôi. Còn căn nhà cuối cùng là cũng căn nhà lá rất là rộng, ở được hết ráo là 6-7 bạn luôn, rất là thoáng mát. Thì các cháu sẽ chọn. Nhưng mà ông bác trưởng ấp ơi, mình chỉ được chọn một nhà thôi. Chọn sao mà ở hợp lý thôi. Hiện tại ở đây có 7 người, tại có thêm chị Thi nữa kìa. Bỏ chị Thi luôn. Chị Thi thì tùy mấy đứa à. Tùy lòng hảo tâm nha. Thôi lấy 3 nhà được không mấy trưởng ấp? Lấy 3 nhà được không mấy trưởng ấp? Theo các bạn thì các bạn nhỏ của chúng ta sẽ chọn căn nhà nào? Em nghĩ là chắc là sẽ chọn nhà lá lớn thôi nhờ. Thì những bé nào kiểu có thể là ở quen rồi, bé sẽ chọn là ở nhà máy lạnh theo bình thường thôi. Tại bé không nghĩ chung, nhưng mà nếu như mà đối với những bé ham vui mà nghĩ chỗ lâu lâu đi chung rồi thôi, mình ở cái nhà nào có thể ở chung hết tất cả mọi người đi, thì những cái bé mà kiểu tư duy đó thì có thể là sẽ ở nhà lá 7 người. Em sẽ nằm trong cái option ham vui á. Mọi người nãy giờ mọi người đang suy nghĩ là trên cái suy nghĩ của mình. Thật sự đi các bé không biết nhà lá là cái gì đâu. Bé không biết nhà lá là cái gì. Thật sự là mấy bé nó không biết nhà lá là cái gì đâu. Em thấy đây là một cái cuộc chiến tâm lý khá lớn, khá là cho mạnh mẽ. Có gì đâu lớn, cuộc chiến tâm lý rất là lớn. Tại vì là nó sẽ chia ra là những bạn nhỏ nghe từ máy lạnh thôi là biết là sướng rồi. Thật không muốn biết là nhà lá nhà gì, chỉ cần biết là máy lạnh là sướng. Mấy môn này, Hùng Tâm sẽ kiểu như là dành mạch các anh các thứ, nhưng mà các anh thì sẽ chọn nhà lá lớn. Thì em nghĩ là sẽ chia thành hai phía, nhưng mà cuối cùng cái quyết định thì em nghĩ là vẫn sẽ là nhà lá lớn, tại vì các em vẫn phải đi theo các anh, sẽ không tự một mình được. Bây giờ chúng ta hãy xem tiếp kết quả là như thế nào nè. Chọn nhà lá luôn đi. Nhà lá nào cũng được. Bạn nào chọn nhà máy lạnh giơ tay. Trời ơi. Rồi, Hùng Tâm em chọn nhà nào? Em chọn nhà lá hay nhà máy lạnh? Chơi chọn nhà của bà. Chơi chọn nhà lá hả? Rồi hiện tại là có rất là nhiều số đông chọn nhà lá lớn. Bây giờ Will có chấp nhận với cái nhà lá lớn này không? Mình ở đó nhiều người chung, còn ở chung không rồi làm mấy cái thử thách hơi bị vui luôn. Cái này đi. Được, tưởng có tao quyết định chơi luôn. Mất thời gian quá nha. Thôi. Sớm ha? Dạ. Thôi chưa? Con chọn là nhà lớn. Rồi, ok, con chọn nhà lá lớn không ha? Dạ vâng, con cảm ơn bác. Rồi, xong tôi thua rồi, các bạn đúng rồi, chọn là vì đông vui. À, vô đây cũng hơi bị cực á. Không có chợ luôn nè, thấy là đường D, đường. Nhưng mà thích đi mấy chỗ lạ vậy nè. Cái kiểu mà mình chưa bao giờ từng được trải nghiệm á. Tôi luôn chỗ nào làm gì nha. Căn nhà nhỏ yên bình, mái lá đơn sơ nhưng xinh xắn. Đây sẽ là nơi trú ngụ 24 giờ tới của các bạn nhỏ. Tôi nhỏ xíu à. Đây là cái bến. Ủa dép nhỏ xíu à. Thủy triều lúc này nó cạn. Lúc sáng là bắt đầu sáng là nó rất là đầy. Đi hết. Rồi đi lên. Rồi sau khi bác đã dẫn tất cả các bé vào nhà đây để mình ở, bác cũng xin giới thiệu là đây là cái ấp Thiềng Liềng. Đến cái ấp này mình phải đi bằng cái phương tiện bằng đường thủy. Ở đây không có đường bộ để mình đến cái ấp này. Một cái ấp xa nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Trên ấp này thì nó có một cái trường tiểu học. Khi mà học cấp 2 là phải đi qua bên xã đảo Thạnh An học. Cấp 2, cấp 3 là mình phải đi đò qua bên đó học. Riêng trên ấp Thiềng Liềng này nó gồm có 192 nóc gia. Hiện nay là được 900 nhân khẩu. Ở trong cái ấp này 900 người là ít rồi đó. 900 người là rất là ít luôn. Để các con được tìm hiểu kỹ hơn trên ấp thì bác Yến đã có giao nhiệm vụ cho chị Thi. Còn đến đây thì bác sẽ xin tạm biệt các cháu. Thì bác sẽ về. Thì tối có thể bác quay lại chơi ha. Cảm ơn bác đi. Cảm ơn bác. Cảm ơn. Chị sẽ đọc cho các em nghe nha. Các bạn hãy thực hiện nhiệm vụ cho bữa ăn Will và Trâm đi lấy 30 lá dừa để vào kho muối. Yeah. Thì Việt Thi và Bảo sẽ ở nhà để chuẩn bị nấu ăn. Là sẽ gồm là một món nghêu xào rau muôi và hai sẽ là món Hảo Hảo canh mì hải sản chua cay. Hảo Hảo Bối, Muôn và Hùng Tâm sẽ đi hái lá bui, đi hỏi người dân về thông tin của ấp đảo này. Nè nhìn nha, để tí xíu nữa mình biết để mình hái. Không cầm theo. Ừ, cầm theo luôn. Rồi, các em đã sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình chưa? Dạ ơi. Rồi, 1, 2, 3, đi thôi. Mỗi người một việc, khó khăn đã bắt đầu kéo đến. Đâu là rau muôi giữa bạc ngàn này? Lá dừa tưởng là nhẹ nhưng lại cồng kềnh vô cùng. Còn người ở nhà nấu ăn, liệu có phải là đơn giản? Thực đơn hôm nay sẽ là món Hảo Hảo canh mì hải sản chua cay. Nguyên liệu thì đã sẵn sàng, bắt tay vào sơ chế thôi. Em có biết được 5cm là bao nhiêu không? Nó chỉ là bằng một ngón tay của bà Bảo. Một ngón tay của Bảo. Đừng vào đòn ngón tay của Bảo. Phải đo đúng cái ngón tay. Chị rửa cà chua chưa? Chị rửa rồi, chị mới rửa. Đúng rồi. Đúng rồi, chị làm nha. Nó không lên nữa. Mình phải làm sao ta? Nó ra khói nhưng nó không ra lửa. Dạ. Em bỏ, chị bỏ vô nó là nó đốt. Ừ, cái đó là tắt. Nó tắt cái đó. Hồi đó từng bữa này mình có biết làm cái này đâu rồi. Thì ngủ tới giờ ăn mẹ kêu vậy anh. Ừ. Dễ thương quá, bé dễ thương quá à. Thôi hết khói vậy chứ mà giật người nha. Cô Thi cô đi theo chương trình với nhiệm vụ gì vậy? Hỗ trợ trong bất lực đó chị. Đúng rồi, chính xác á. Trời đã sụp tối, việc nấu nước ở nhà vẫn chưa đâu vào đâu. Những bạn nhỏ còn lại liệu có đang hoàn thành nhiệm vụ? Khó khăn đã chính thức kéo tới rồi. Các bạn nhỏ cùng chị Việt Thi sẽ phải làm như thế nào đây? Tất cả sẽ có ở tập tiếp theo của Doanh Trại Lớn Khôn. Trời ơi, sau khi mà chúng ta xem những hình ảnh vừa rồi thì chị Ngọc Lan vẫn không hiểu là bạn Việt Thi đi vai trò gì. Và em quan điểm là cho đẹp đội hình đồ đó chị. Đẹp nữa. Không đẹp đó, đội hình người ta đang nhỏ dễ thương gần chết luôn vậy đó. Chương trình cài gián điệp vô để làm cho game khó hơn. Rồi mọi người có thấy là biểu cảm của Bảo luôn rất là bất lực. Ở ngoài bé, ôi chị ơi sao kỳ vậy chị, kiểu vậy đó. Nấu xong cái bữa này nói chung là chắc là nhiều khi mà nấu xong rồi hết ăn hết nổi luôn á. Nấu xong đi ngủ luôn á. Mon sao? Em thì em cũng mong là các bạn sẽ có một cái hành trình suôn sẻ để mà có một bữa tối thật là no nê. Không thì chắc là ăn sashimi và tôm sống. Mọi người có thể dự đoán được khó khăn tiếp theo mà các bạn nhỏ của chúng ta sẽ gặp phải đó là gì không? Em rất là mong chờ cái phần mà thể hiện của Hùng Tâm như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là cái việc mà sợ cái này sợ cái kia là khi ở trong vòng tay gia đình thôi. Nhưng mà khi xa gia đình nữa, em nghĩ là có thể sẽ khóc và sợ tí xíu. Nhưng mà sau đó thì anh em khác là sẽ có gì đâu sợ. Là thấy người ta làm là sẽ nhào vô làm thôi. Em nghĩ cái gì nó cũng sẽ có lần đầu. Em cũng nghĩ giống như anh Ngân, em nghĩ là bé Tâm chắc là sẽ gặp một chút khó khăn lúc đầu. Tại vì lúc nãy hỏi muốn ở nhà đâu, đòi về nhà papa ở mà. Thì em cũng đang nghi là chắc là bé sẽ gặp một chút khó khăn. Nhưng mà em nghĩ là cậu bé sẽ vượt qua được. Để biết được rằng là Hùng Tâm sẽ làm cái gì tiếp theo thì xin mời quý vị và các bạn hãy đến với lại tập tiếp theo của hành trình tại Cần Giờ của các bé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.